xin chào mọi người. À, hôm nay vừa mới ra được một cái tác phẩm đó chính là một chiếc mai bình. Mẫu chế tác hình ảnh là Tam đa, Phúc Lộc Thọ, Phù Quý Trường Xuân. Ở à, kích thước của bình là cao 80 và đường kính bụng là 42. Sản phẩm thì thuộc cái dòng sứ họa tiết vẽ thủ công bằng tay và đã được mạ thêm vàng 24K, sản xuất tại bát tràng Việt Nam. Về Ý nghĩa của bao Tam đa Phúc Lộc Thọ là hiện thân của những điều may mắn tốt lành. Ông Phúc đại diện cho những sự may mắn, Phúc Lộc Ông lộc tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, ông thọ tượng trưng cho tuổi thọ lâu dài, bách niên giai lão. Ngoài ra ở tác phẩm này thì còn được chế tác thêm những họa tiết như là hình ảnh hoa đào, hoa phù dung, hình ảnh chim hạc. Với màu sắc thì rất là nổi bật, rực rỡ giúp cho cái tác phẩm của chúng ta trở nên rất là độc đáo. Và sản phẩm nhìn ở bên ngoài thì rất là bóng, khi mà sờ lên trên bình thì sẽ có cảm giác như là chúng ta sờ lên trên kính ấy sờ lên kính như thế nào thì sờ lên bình y như vậy. Đói sản phẩm thì chúng tôi giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng, thế nên là mọi người yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Đây là hình ảnh chi tiết về bao tam đa phúc lộc thọ. Nếu như quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm gửi qua zalo số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.